Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Vĩnh Lộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 7 trên 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với 65 công trình thanh niên được thực hiện, trị giá gần 1 tỷ đồng. Vận động quyên góp được trên 2 tỷ đồng, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trên 1.600 thanh niên tham gia hiến máu, thu được 1.550 đơn vị máu an toàn. Có hơn 2.000 lượt thanh niên tham gia hướng dẫn người dân cách thức trong chuyển đổi số. Công tác xây dựng tổ chức hội đã có nhiều chuyển biến, hoạt động có chiều sâu, tác động tới nhiều đối tượng thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vĩnh Lộc tập trung vào mục tiêu xây dựng hội các cấp vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng lớp thanh niên Vĩnh Lộc có ước mơ hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân kiến quốc, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Lộc trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.